Vlog. Xin chào cả nhà nha. Em chào cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh Học Nghệ Vlog cả nhà ơi. Bữa nay em tranh thủ buổi sáng sớm em đi mua giò về cả nhà, em nấu bánh canh bột sắt ăn cả nhà ơi. Nấu canh bánh canh bột gạo. Giò em dụng trước nha cả nhà. Sáng em đi mua một phanh giò. Đây. Em dụng nước em rửa sạch sẽ hết rồi, bây giờ em dụng sơ. Em mua giò, mua xương. Chứ quyết à, em chỉ có 3 món thôi cả nhà. Nấu một nồi bánh canh, một gạo ăn để ăn sáng. Xương này thì em trụng sơn cái em trụng sơn cái em vớt nó ra liền. Rồi cả nhà em vớt ra. Xương này thì em trụng sơn cái cho nó săn cái định vớt nó ra liền cả nhà ơi. Rồi cả nhà, bây giờ em sẽ nước này là nước em nấu bằng ấm nước siêu tốc sôi sẵn, em đổ vô bắt đầu em bỏ giò vô em hầm trước nha cả nhà. Giò nó lâu mềm hơn cái xương, cho em cho nó sôi mềm giò cái đi em thả xương vô nha cả nhà. Rồi cái này để em để hầm ra đi, rồi em đổ nước thêm nữa nha cả nhà. Đây cả nhà, còn nãy giờ mẹ em ở đây bà lặt trời lặt hẹ nói gần hồi còn để chào cả nhà đó, giờ quên chuột đây. Con ăn gì đó chuột? Chuột ơi, ở đây chuột thì ăn sớm cả nhà, đói bụng. Em đi chợ về á, em nó dặn em mua bún mọc mà em đi em quên, em quên mua bún mọc cho nó, xong về nhà nó hỏi có bún mọc không, em nói em quên mua rồi. Nó hỏi tại sao không mua cho em vậy, không mua bún mọc cho em vậy, phải không? Giờ cái phải cho ăn mì với mọc nè cả nhà, mọc để em nấu đi, nấu súp á. Rồi cái đầu phải cho nó ăn mì với mọc trước nè. Con chào, con mời ông bà cô chú ăn mì đi. Đi chuột. Mời bà cô chú. Cô chú ăn gì? Ăn mì mọc. Ăn mì mọc. Ăn mì mọc. Cha ngồi lột tôm, sáng em đi chợ em cũng có mua tôm về cha hai cha con ăn mì trước cả nhà, tại vì chồng em thì em đi làm sớm lắm, còn hồi em với con gái với bà nội sẽ ăn sau. Gái sao không lột phụ bà nội? Trời ơi, gái làm biếng thấy có bà nội rồi giao cho bà nội luôn hà. Hôm nay là không có bà nội là con gái làm, bây giờ có bà nội rồi con gái em ru luôn. Ở đây thì em ăn với em thả vô nước súp đó cả nhà, thì em có củ cà rốt nè, mẹ em chưa làm luôn, mới hầm xương trước. Cà rốt, củ cải trắng với giá với hẹ với còn xà lách thì trong tủ hồi để ăn với rau thôi, còn tôm với mọc thì cho chuột. Cho chuột nè, sáng đói quá hai cha con ăn mì trước. Bây giờ em sẽ bắt tay vào làm thôi cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, giò em hầm nãy giờ là đã mềm rồi đó cả nhà, nó vừa mềm rồi. Bây giờ em sẽ thả xương vô cho nó chín xương cái nữa nha cả nhà. Giò em hầm thì em thấy nó cũng vừa mềm mà nó cũng chưa mềm hung, bây giờ trả cho nó chín xương nữa là nó vừa. Rồi bắt đầu em sẽ thả lục cái củ hành tím nhỏ nhỏ nè cả nhà. Em thả vô em hầm cho nó thơm nước đi. Hôm nay em hết hành bự rồi. Còn mấy cái củ này thì để em bào. Nhớ chưa? Em sẽ thả cà rốt với củ cải trắng vô luôn nha cả nhà cho nó ngọt nước. Bữa nay em trang trí luôn rồi nè, nghĩa phong tiểu hoa rồi luôn. Em cho vô hết cho nó sôi lên quận rồi cho nó ra cái nước ngọt đi, rồi em hãy bỏ đồ đi nha cả nhà. Rồi, ở đây cho nó sôi lên cho em hãy bỏ đồ đi. Đây cả nhà ơi, nước nó sôi mới dạo rồi, bây giờ em sẽ cho đường phèn vô cả nhà. Em cho đường phèn vô. Hạt nêm, gia vị cũng thường ngày, mỗi khi em thường dùng thôi cả nhà. Em thì em xài gia vị thường dùng của em hàng ngày thôi. Đơn giản em đi nhóm nhiều nước của nhà của em thì em đi vừa vừa ăn. Đường bột ngọt, giờ thêm cho muối nữa. Thêm muối là con cục, đổ đi muối ra. Nước mắm,
nó tan hết bên này, em nó vừa theo khẩu vị nhà mình mà. Thôi nghe cả nhà, giờ em sẽ thảo, em thảo quyết luôn đó nhà ơi, em không có thèm sắc bên thớt bên gì hết. Hết rồi. Còn hai cục mà hết đâu ra bà nghe nói không? Chuột nó nói chuyện với bà nội nó cả nhà, bà nội nó nói hết hết đâu câu rồi, và nó đi vô nó lục, nó còn hai cục mà hết đâu ra, nhà thấy nó không? Đó rồi đó. Nhà em mê quyết lắm, chồng em đi làm bụi đó cả nhà. Chồng em đi làm bụi á, làm xà bần đồ bụi đó, nó đi ăn quyết nó cho sổ bụi ra đó. Rồi xong cái này lại em để em niêm gia vị lại nữa, rồi cái đồ vừa ăn cái em thả mộc vô cái nữa là chính, là thưởng thức rồi đó nghe cả nhà. Đây cả nhà ơi, cái nước súp em đã nấu xong rồi cả nhà, nhưng mà cái em nấu một cái nồi này nó nhiều lắm, và mà mình nấu bánh canh này bỏ vô luôn á là nó sẽ lên. Em giờ em sẽ múc qua cái xong này nè cả nhà, em múc nước qua cái xong súp, nước súp qua cái xong này. Em nấu mỗi một cái là vừa xô vậy đó. Nội ăn quyết không nội? Hả? Nội ăn quyết không? Hả? Xương với giò thì em đã múc ra ngoài hết rồi nha cả nhà. Xương với giò em đã vớt ra ngoài dĩa rồi, để ngoài dĩa rồi. Cái nhà nó phải ra cho nó sôi lên gì nè, cái bánh canh này là mình phải nấu cho nó sôi lên gì nó mới chín cả nhà. Bây giờ em nấu sôi vậy em sẽ đổ ra tô, đổ vào nồi trước nè. Tục dựng tô luôn cả nhà ơi, em canh tô luôn rồi. Giờ em sẽ cho thêm một miếng hành phi lên, ý và hành lá và một miếng tiêu. Rồi đây là cái tô của em, như thế là đã xong rồi cả nhà. Giờ ra đây ai ăn thêm thì bỏ vô thêm nè cả nhà. Mẹ ơi mẹ lên ăn nè mẹ. Đây đó. Đây còn xương giò thì em đã bỏ ở đây nè cả nhà. Xương giò bỏ đây ăn thì mình bỏ vô, còn giá hẹ và rau xà lách với rau thơm thì ai ăn thêm thì bỏ thêm. Rồi giờ em sẽ vô thêm. Rồi cả nhà ơi, giờ em đã xong rồi cả nhà. Giờ em mời tất cả các bà vui quý anh chị và các bạn ăn với ba mẹ con em nha. Con mình đó, mẹ có muốn chưa? Rồi. Chưa muốn hả? Chưa muốn hay mẹ ăn đâu không? Cả nhà, mời cả nhà ăn bánh canh và heo. Con mời bà bà chú ăn. Nè, con cho mẹ cái cục giò này nè, con nói cho bà cái đùi là bự. Ờ, để. Thưởng cho bà cục giò bự đó đó. Ăn bỏ vô cho nó nóng lại nè. Mẹ tăng giá thêm bỏ thêm, bỏ mấy cọng xà lách vô coi coi. Dạ không? Dạ không, có mặn có lạc gì không? Mắm tiêu. Ừ, lạc bỏ nước mắm tiêu. Mẹ ăn mặn lắm, mẹ chồng em nó ăn mặn hơn em cả nhà. Không biết ấy nha, không biết ăn nhiều không biết. Mẹ ăn xà lách thêm không? Cho thơm nữa đó, có xà lách cho thơm nữa. Cái tô này là mới chỉ có rau không đó cả nhà, rau với bánh canh không mà cả nhà, còn thịt là để ngoài kìa, ai ăn thì bỏ vô. Bỏ vô cho nó nóng. Con bỏ vô cái thằng giò đó, gái thằng bỏ giò cho nó nóng, mẹ bỏ vô giò cho nó nóng thì mẹ. Để cho ngoài nó hồi nó nguội. Thích chưa? Gái con không có chấm nước mắm đâu, mẹ có chấm không? Mẹ con thì bà hay mua bánh canh này là bà nấu với nước cốt dừa à. Sáng hỏi bà ăn nước cốt dừa hay là ăn với này. Thank you.
canh với nước cốt dừa rồi mấy con không thấy hoài đồ anh Trinh, anh Trinh nó phát như dạng như ăn cái đồ béo đó, đó mẹ. Mày không cà ri, cà ri không có dịch nó cao, có nước cốt dừa là béo béo đó. Con mẹ ngồi chổi tay à. Hai mẹ cho mẹ em tay, mẹ em tay, mẹ tay mặt em tay trái à. Đi về quê với mua cái đó để mua đồ dựng nấu ăn ngon hơn. Vậy mà bán không được có phải không? Mua ăn mẹ vô rồi con ơi, nấu ăn vô mất công cực nữa. Ở nhà con đông đông gì mua nấu ăn gì thì nó ngợi mà nó ngon nữa. Rồi đừng có để nhóc luôn, còn nhiều lắm, còn nữa con còn xương nữa. Nãy con mua nhiều con nấu đủ hết, con còn phải vừa đấy. Giờ đi ra tô mà có cái thanh giò là 40.000 đó. Là 40.000 đó. Cái thanh giò to á. Nó bán thì có tiền theo chỗ, chỗ nó bán thì giò to giò nhỏ nữa. Ăn mọc không? Lên đây có mọc chưa con à? Đây là chừa mọc cho con chuột đó. Lên ăn rồi đó.
có loại mới à. Điện thoại mới, tớ hỏi điện thoại mới à. Ông biết không? Rồi ông Ngọc thì ông biết. Ừ. Nè muỗng nè, đừng có bóc muỗng ra, ông bà cô chú cười á, bóc ông bà cô chú cười á. Ừ, bóc ông bà cô chú cười á, nó chuột ở dơ á. Là gì ạ? Quên nè, em canh thằng nó không có canh rồi nè. Để vô con coi gì đây ạ. Coi con thọ nhiều quá rồi đi đâu mất. Ăn đi. Thấy ai cũng ăn chưa không? Cho mẹ ơi, cho mẹ nội đồ bỏ đồ không mẹ? Bà nội đuối mở đâu.
Cái gì chợ? Gì vậy? Để gọi ăn. Mời xuống đây. Cầm xuống đây nè. Nó nổi rồi. Nó nổi. Ăn có nhiều mà hết nổi vậy. Quả là ăn phải tô bự. Nó còn thích. Chinh vậy nó chinh làm lúc nào là cũng tô. Nhiều tô bự thì người ta hết á. Để không làm tô bự kia kìa. Làm tô kìa là làm tô bự mà thấy tô ốm nóc rồi. Vợ mai cũng sợ cho nó hỏi năng hết không vậy mà nó có chân. Trời ráng đi lắm á. Giò vừa mềm không á. Hầm nó nhanh á. Nó sợ hầm nó lâu lắm trước tôi hầm cho hàng dây cũng trước rồi heo hầm thấy lâu lắm rồi. Này giờ nó tơ. Mua ở đây kêu mà chặt nó thẳng dòng thấy có hình rồi nó ngon. Vì dưới mình chặt cái dao của mình rồi bằng rồi bằng. Để đi quay bán không ai chịu chặt, không có chặt, không có chặt còn đi làm gì không có mệt. Quá trời no luôn rồi, cả nhà em ăn sạch sẽ tôi rồi. Lúc nào em cũng là người ăn cuối cùng. Thôi cả nhà ơi, clip em cũng dài, cả nhà ơi, em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã yêu thương ủng hộ em nha cả nhà. Ai mới đến kênh em thì nhớ cho em xin một like, đăng ký, chia sẻ nha cả nhà ơi. Chú ơi con bé bay với mẹ đi. Con bé bay bà cô chú với mẹ không? Bé bay ông bà cô chú.